Xin chào các bạn, tôi nhớ lúc còn nhỏ, cơm nổ là món ăn vặt được chúng tôi mong đợi nhất vì lâu lâu mới có dịp ăn một lần. Món ăn mà người ta cho gạo vào một cái ống màu đen, quay trên ngọn lửa, sau đó bung ra cho hạt gạo nở to, đem ngào với đường, rồi cắt ra thành từng miếng vuông nhỏ. Ngày đó, mỗi khi quay cơm, chúng tôi thường đứng từ xa để xem người lớn làm với sự tò mò trong ánh mắt. Hôm nay, tôi quyết định sẽ tự mình thực hiện các công đoạn trong việc làm nên món cơm nổ này. Để tìm được một ghe gan cơm nổ, chúng tôi đã đi tới xã Bình Thành, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Cô chú làm nghề này đã hơn 20 năm và có chiếc ghe nhỏ để đi nổ cơm dọc theo các con sông ở vùng quê. Bộ dụng cụ làm cơm được mang theo ghe bao gồm một ống nổ màu đen, một cái bếp, lồng lưới để hứng cơm, một cái nồi lớn và khuôn cắt giống như một chiếc bàn cùng với con lăn để cán cơm. Trong tất cả các dụng cụ ở đây, nổi bật nhất phải kể đến là ống nổ. Ống nổ được cấu tạo chủ yếu là một ống kim loại dày và rỗng bên trong, nhìn có vẻ giống như một trái bầu màu đen. Phía đầu trên là phần nắp được thiết kế mở qua một bên để có thể đổ gạo vào. Sau đó nắp sẽ được đậy lại, gài chốt cẩn thận rồi vặn ốc siết thật chắc. Cái lẫy phía trên thân ống là điểm để gõ cho cơm phụt ra trong giai đoạn nổ cơm. Ở phần tay cầm có một chiếc đồng hồ để đo áp suất bên trong và một tay quay như bạn thấy. Toàn bộ ống nổ sẽ được đặt trên một chiếc lò với khung được làm bằng sắt rất chắc chắn. Lò có miệng để củi ở phía bên hông, một khe ở cạnh ngắn và một chỗ tì ở phía đối diện để giữ chắc ống nổ lên khi quay. Với lò dạng này sẽ rất tiện vì trong quá trình quay cơm, người ta có thể đặt thêm một chiếc nồi lên trên để thắng đường. Tiếp theo, chúng ta có một chiếc lồng với khung tròn được đan bằng tre nối với một tấm lưới dày phía sau để hứng các hạt cơm bay ra từ ống nổ. Nhìn nó giống như một cái lồng để bắt cá. Người ta sẽ lắp thêm một cấu trúc có dạng như chiếc tạ ở phía trước khung, đồng thời quàng dây qua khối gỗ để giúp lồng lưới và ống nổ không bị văng ra do sức bật khi nổ cơm. Một thành phần quan trọng khác là khuôn cơm, nó có dạng như một chiếc bàn được viền 4 phía xung quanh với chiều cao khoảng 3 cm, và đây cũng là độ dày của miếng cơm mà chúng ta ăn. Khuôn cơm thường được chia ra là 100 ô vuông nhỏ, tương ứng với 10 ô xếp theo hàng dọc và 10 ô kẻ theo hàng ngang. Khi các dụng cụ đã được bố trí sẵn sàng, chúng ta sẽ chuẩn bị gan cơm. Trước tiên, tôi sẽ nhóm bếp cho lửa cháy lên. Lúc này bạn đong đúng 2 lít gạo, dùng một cái phễu cho hết lượng gạo vào bên trong ống nổ, thêm một chút dầu ăn để giúp các hạt cơm nổ ra được bóng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại, gài chốt đúng vị trí và vặn ốc cho chắc chắn. Tôi sẽ đặt ống nổ này lên bếp lửa, sau đó quay vòng cho gạo bên trong được nóng đều. Sau thời gian chừng 15 phút, đồng hồ áp suất bên trong ống đã chỉ khoảng 10 kg/cm³. Lúc này là thời điểm thích hợp để nổ cơm. Chúng ta sẽ lấy ống nổ ra ngoài, đặt nó lên chân đế và dùng thanh sắt gõ mạnh vào lẫy phía trên. Lúc này, nắp ống nổ sẽ bật ra với áp suất mạnh đẩy các hạt gạo phụt ra bên ngoài và kèm theo một âm thanh rất lớn. Khi đã nổ xong, chúng ta sẽ gom cơm lại. Bạn thấy những hạt gạo bây giờ đã trở thành hạt cơm với kích thước lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Ta sẽ cho tất cả cơm này vào một cái xô hay cái sọt rồi để sang một bên. Tiếp theo, tôi sẽ lấy một cái nồi lớn, cho vào khoảng 1 kg đường hũ, thêm 400 ml nước cốt dừa, bạn có thể cho thêm gừng vào nếu muốn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt nồi lên bếp và đun cho chúng sôi lên. Khi hỗn hợp đường đã sôi một thời gian và bắt đầu sánh lại, ta sẽ nhấc nồi ra khỏi bếp, cho hết lượng cơm vào rồi trộn đều tất cả lên cho các hạt cơm được áo một lớp đường bên ngoài. Lúc vừa trộn xong, chúng ta sẽ cho ngay nồi cơm đường lên bàn, sử dụng một con lăn lớn để ép cơm dẹp xuống ngang bằng với mặt khuôn. Chúng ta cần làm nhanh trong lúc này vì nếu để lâu đường sẽ nguội và các hạt cơm sẽ không dính với nhau được. Khi đã cán xong, tôi sẽ dùng thước canh đều theo các đường mép có sẵn trên thành khuôn và cắt cơm ra. Ta sẽ cắt cho hết 9 hàng dọc và 9 hàng ngang để tạo thành 100 miếng cơm nhỏ. Khi đã cắt đến hàng cuối cùng, chúng ta sẽ nại một miếng ở góc và gạt hàng cơm này lên để có thể lấy các miếng cơm ra một cách dễ dàng. Cơm còn nóng sẽ dẻo vì đường còn mềm, khi nguội đường sẽ cứng lại và ăn giòn hơn. Cơm thơm mùi gạo, có vị ngọt của đường và vị béo của nước cốt dừa, khi ăn cho cảm giác rất ngon. Bây giờ tôi sẽ cho tất cả các miếng cơm vào túi ni lông lớn, buộc lại cho kín hơi và để dành ăn nhiều ngày sau đó. Có khi cơm được cho từng miếng vào túi ni lông nhỏ để bảo quản được lâu hơn. Ngày nay cơm gạo không còn phổ biến như trước đây, có lẽ mọi người đã có những đồ ăn vặt khác với nhiều hương vị mới, thậm chí là ngon hơn. Tuy nhiên, món cơm nổ đã từng là món ăn rất quen thuộc ở vùng quê xưa. Quen thuộc từ lúc hạt gạo được cho vào ống nổ để quay trên ngọn lửa, cho đến tiếng nổ rất to khi hạt cơm phóng ra và được làm dẹp trên bàn khuôn. Những hình ảnh đó đã gợi lên những ký ức không thể nào quên của rất nhiều người.